Chương 9. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Lâm trở dậy tuy cũng làm việc theo thời khóa biểu như thường lệ, song lòng thầy không khỏi bồn chồn, thấp thỏm, hình tượng của Vi Đà Bồ Tát mặc áo nhung, cầm bảo chữ, cứ lởn vởn hiện ra trong đầu óc thầy, lúc nào thầy cũng nhớ lời của sư huynh Ngọc Lâm nói là hôm nay thầy sẽ được gặp Vi Đà Bồ Tát, song hình thù của thật của Vi Đà Bồ Tát không biết có giống như pho tượng mà mình lễ hàng ngày hay không. Trên Phật điện, đèn nến sáng trưng, khói hương nghi ngút, tiếng tụng kinh của các sư họa theo nhịp mõ trầm hùng, thỉnh thoảng lại điểm lẫn tiếng chuông, ngân nga, văng vẳng và du dương như một điệu nhạc. Mọi ngày thường, khung cảnh và thanh âm ấy đã làm cho Ngọc Lâm say sưa, ngây ngất và cảm động. Nhưng hôm nay, trái lại, Ngọc Lâm chỉ mong cho chóng hết khóa lễ sáng, vì tâm trí của thầy đã dồn cả vào việc đi gặp chân thân của Vi Đà Bồ Tát. Sau khóa lễ chấm dứt, Ngọc Lâm từ Đại Hùng Bảo Điện đi ra, đến trước tượng Vi Đà Bồ Tát lạy mấy lạy. Lúc đó trời cũng đã mờ mờ sáng, Ngọc Lâm quỳ trước tượng Vi Đà Bồ Tát và lâm râm khấn khứa, chúc tụng. Lạy Bồ Tát, ai cũng nói ngài thường cảm ứng khắp ba châu để hộ trì Phật Pháp, ai cũng nguyện lễ bái ngài. Đã mấy lần ngài đưa thức ăn và cả áo rét đến cho con cảm kích vô cùng. Ngọc Lâm này tuổi còn ít, lại không có đức, đâu có xứng đáng với lòng thương xót của ngài. Sư huynh Ngọc Lâm bảo con gần trưa hôm nay ra đứng ở giữa đường phía ngoài chùa sẽ được thấy chân thân của ngài, lúc ấy kính xin ngài rủ lòng thương chỉ cho những chỗ ngu muội của con. Đang lúc Ngọc Lâm khấn thầm như thế thì bỗng sau lưng có tiếng thét lên. Không, không được, hôm qua tôi bảo chú sáng nay đi gặp vị hộ pháp Vi Đà đã mang thức ăn và áo đến cho chú, chứ không phải vị Vi Đà bằng gỗ chạm khắc này. Ngọc Lâm chưa hiểu vỡ lẽ, vội ngoảnh đầu nhìn lại thì đó là sư huynh Ngọc Lâm. Ngọc Lâm đứng dậy, đi đến trước sư huynh Ngọc Lâm, cất tiếng. Chào sư huynh. Sao chú lẩn thẩn vậy? Ngọc Lâm lắc đầu hỏi. Một luồng gió lạnh hắt vào mặt Ngọc Lâm, thầy ngơ ngác nhìn sư huynh Ngọc Lâm bằng ánh mắt hoài nghi. Chú cầu vị Bồ Tát bằng gỗ này chỉ cho chú những điểm ngu muội để làm gì? Rất mong sư huynh chỉ giáo cho. Ngọc Lâm đã hiểu lời nói của sư huynh. Tất cả Phật đã nói hết rồi, chỉ giáo, còn gì nữa mà chỉ giáo? Ngọc Lâm lắc đầu. Ngọc Lâm liền nói, chân lý của Phật không phải ai cũng có thể hiểu được, vậy nhờ thiện tri thức chỉ bảo, dắt dẫn há không cần thiết lắm sao? Thế tôi là thiện tri thức. Tiếng cười ha ha của Ngọc Lâm làm cho mấy con chim đang đậu trên cây ngọc lan phía trước chùa cũng phải giật mình và cất cánh bay. Sư huynh, Ngọc Lâm nói một cách cung kính. Trước kia Ngọc Lâm này không biết, có điểm vô lễ đối với sư huynh, gần đây tôi cứ mong có dịp để sám hối sư huynh, nhưng lúc nào cũng thấy sư huynh vội vội vàng vàng, mà đến phòng riêng cũng không gặp sư huynh. Sư huynh là người đạo cao, đức trọng, chắc sư huynh chả để ý đến những việc đã qua. Không nói quá khứ và vị lai, ngay việc hiện tại cũng chưa xong. Ngọc Lâm nhìn thẳng vào mắt Ngọc Lâm nói tiếp. Tôi hỏi chú việc hiện tại mà người xuất gia phải làm là việc gì? Hoằng dương Phật Pháp, cứu giúp chúng sinh. Thế chú đã hoằng dương Phật Pháp chưa? Tôi vẫn chưa hiểu gì. Thế chú đã cứu giúp chúng sinh chưa? Nếu có cơ hội tôi sẽ làm. Ngọc Lâm lại nhớ đến việc cứu Vương Tiểu Thư. Này chú, chưa đến giờ điểm tâm, không khí buổi sớm trong sạch thế kia, chú với tôi hãy ra cửa Tam Quan đi dạo một lúc. Ngọc Lâm gật đầu, theo sau Ngọc Lâm, lần đầu tiên hai anh em họ đi chung với nhau và cũng là lần đầu tiên Ngọc Lâm tỏ thái độ của một vị sư đường bệ, siêu việt. Họ dừng lại bên bờ hồ phía ngoài cửa Tam Quan. Sư đệ, Ngọc Lâm thân mật gọi Ngọc Lâm. Chú bảo hiểu được Phật Pháp mới đi hoằng dương, nếu thế không bao giờ chú hiểu được Phật Pháp, vì chính lúc hoằng dương Phật Pháp mới có thể hiểu Phật Pháp. Ngày ngày cứ đóng khung trong cảnh chùa và nhai đi nhai lại mấy cuốn sách cổ, như thế đâu có thể hiểu được Phật Pháp. Đúng thế, đó chỉ hiểu được bề ngoài của Phật Pháp, mà chưa hiểu được phần thực dụng của Phật Pháp. Ngọc Lâm đồng ý với Ngọc Lam. Phật Pháp chân chính không phải ở xa lìa chúng sinh, tu học Phật Pháp là phải tìm Phật Pháp ngay giữa chúng sinh, chú có thấy hiện nay phần nhiều người học Phật muốn ly khai chúng sinh. Ngọc Lâm gật đầu. Chú nói có cơ hội chú sẽ cứu chúng sinh, kỳ thực cho đến nay chú vẫn chưa cứu được người nào. Thí dụ có người té xuống hồ. Ngọc Lâm chỉ xuống hồ nước rồi nói tiếp, chú muốn cứu họ, chú phải nhảy xuống vớt họ lên bờ, cứu họ khỏi chết đuối, thế mới là cứu người, song hiện giờ chú chưa cứu người theo cách ấy, chú thấy chúng sinh đắm đuối trong bể ái dục, chú muốn cứu, song chỉ đưa họ lên khỏi mặt nước để thở trong giây lát, rồi lại quăng họ xuống và thung dung rủ áo ra đi, như thế mà chú tưởng là chú đã cứu người. Câu nói của Ngọc Lâm đánh trúng tâm bệnh của Ngọc Lâm xấu hổ, cúi đầu, yên lặng không đáp. Từ nay về sau, chú cứu ai phải cứu đến nơi đến chốn, đừng đem con bỏ chợ. Giọng Ngọc Lâm như ra lệnh. Ngọc Lâm biết sư huynh muốn ám chỉ việc mình vào làm rể trong Vương tướng phủ, thầy nghĩ cũng đúng,
thầy vào tướng phủ tuy đã thuyết phục được Vương tiểu thư, nàng đã khỏi bệnh song thầy vẫn chưa cứu nàng ra khỏi bể sinh tử. Ái dục, ái tình của con người vốn là chủng tử từ kiếp trước, không phải năm ba câu nói mà đoạn từ ngay được. Trong đêm tân hôn, tuy Ngọc Lâm đã dùng câu nói cảm hóa được Vương tiểu thư và vẫn giữ được tâm hồn trong trắng để trở về với sự nghiệp tu hành, song tình yêu của Vương tiểu thư đối với Ngọc Lâm vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn. Chính Ngọc Lâm cũng hiểu rõ điều đó. Dĩ nhiên Ngọc Lâm cũng không thể quên hẳn được vẻ đẹp yêu kiều và tình tứ của Vương tiểu thư, song thầy cứ cố quên, vì thầy hiểu rằng ái tình có sức mạnh ghê gớm, nếu không cẩn thận sẽ bị lôi cuốn theo. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, Ngọc Lâm luôn luôn ghi nhớ câu nói ấy, giờ đây nghe sư huynh nói, biết rằng sư huynh cho mình chỉ mới đưa Vương tiểu thư lên khỏi mặt nước, rồi lại buông nàng ra, chứ chưa thật cứu nàng ra khỏi bể khỏi, song làm thế nào để cứu nàng? Lúc ấy Ngọc Lâm bắt đầu cảm thấy buồn phiền. Từ trên cây ngô đồng bên bờ hồ mấy chiếc lá vàng rơi xuống vai Ngọc Lâm, thầy đưa tay rũ chiếc áo bông mới để gạt những lá xuống đất. Chú mặc chiếc áo mới ấy có thấy ấm không? Ngọc Lâm nhìn Ngọc Lâm từ đầu đến chân. Đây cũng là nhờ ơn Vi Đà Bồ Tát. Ủa, lại cũng Vi Đà Bồ Tát. Sư huynh nói là hôm nay tôi sẽ được thấy ngài hộ pháp Vi Đà Bồ Tát mà. Ngọc Lâm nhìn sư huynh Ngọc Lam chằm chằm bằng ánh mắt dò hỏi. Phải rồi, hôm nay chú sẽ được thấy ngài hộ pháp đã đưa thức ăn và áo đến cho chú. Ngọc Lâm không nói đến bốn chữ Vi Đà Bồ Tát, nên dù có thông minh, Ngọc Lâm cũng không hiểu ngụ ý câu nói của sư huynh. Ngọc Lâm biết thế nên cũng không hoài nghi nữa. Tiếng chuông báo hiệu điểm tâm trong chùa vọng ra. Trời đã sáng hẳn. Sư huynh, đến giờ ăn điểm tâm rồi. Ăn, suốt ngày chỉ có ăn, ngoài việc ăn ra, hình như con người không còn việc gì khác. Ngọc Lâm nghe sư huynh nói thế, biết là mình đã nói vội, thầy thấy đỏ mặt. Chú về ăn đi, tôi còn đi đàn này có chút việc. Không đợi Ngọc Lâm trả lời, nói xong, Ngọc Lâm rủ tay áo và đi thẳng. Ngọc Lâm nhìn theo Ngọc Lâm, một cảm giác mang mang thoáng hiện trong óc thầy. Gần đây sao sư huynh lại tỏ thái độ kỳ lạ và bí ẩn? Sư huynh không có một chức vụ gì ở trong chùa, hơn nữa không ai chơi bời với sư huynh, ai cũng cho sư huynh là người điên điên khùng khùng không thèm lai vãng. Và chính sư huynh cũng vậy, ngoài việc ăn xong lại ngủ ra thì huynh ấy coi như cõi đời này không có liên quan gì đến ông. Trước kia Ngọc Lâm không những chẳng thèm đếm xỉa đến sư huynh mình mà còn ghét sư huynh vô hồi kỳ tận. Từ sau hôm chép lại bộ kinh Pháp Hoa, Ngọc Lâm mới biết sư huynh là một người phi phạm. Rồi hòa thượng trụ trì lại bảo là ông tu mật hạnh của một đại thừa Bồ Tát, nên từ đấy Ngọc Lâm không dám khinh thường. Song từ khi Ngọc Lâm hối cải thay đổi thái độ đối với sư huynh thì huynh ấy lại càng tỏ ra thần bí, lại còn luôn đi đi về về bất định, lúc muốn tìm thì đâu cũng không thấy, lúc không tìm thì tự nhiên lại xuất hiện. Khi Ngọc Lâm thấy sư huynh thì chỉ nói câu được câu chăng rồi lại bỏ đi, nếu Ngọc Lâm muốn nói gì với sư huynh cũng khó. Ngọc Lâm nhìn hình ảnh sư huynh đã khuất xa rặng cây ngoài đầu đường mới quay gót trở về. Vừa đi thầy vừa nhìn tứ phía đâu đâu cũng vắng lặng. Ngọc Lâm tự nghĩ tình cảm con người xưa nay cũng vắng lặng như thế, không có mừng giận, thương vui, lo sầu khổ não, song chỉ vì để ngoại cảnh chi phối mà lòng người trở nên xáo trộn, cũng như một trận gió thổi qua, làm cho cây rung động, hay một viên đá rớt xuống, khiến mặt hồ gợn sóng. Khi còn tấm bé, tâm hồn Ngọc Lâm trong sạch vắng lặng không một điểm nhơ, khi lớn lên, những nỗi bất bình ở đời, những lo âu của kiếp người, sự suy vong của Phật giáo và một đoàn thể tăng đồ phức tạp đã khiến cho tâm hồn thầy xao xuyến, bất an. Thêm vào đấy, hiện giờ Vương tiểu thư và sư huynh Ngọc Lâm, việc họ làm, lời họ nói đều gây tiếng vang trong lòng thầy, do đó, Ngọc Lâm thấy tình cảm bị khích động. Chú có thấy thầy Ngọc Lâm và sư ông Ngọc Lâm đi ra không? Lúc Ngọc Lâm sắp bước vào cửa tam quan thì nghe tiếng sư bác Trực Nhật hỏi sư chú gác cửa ngõ. Không. Quái nhỉ, hai người có thể cùng đi với nhau kia à? Sư chú gác cửa hỏi lại bác Trực Nhật. Vì theo họ ai mà cùng đi với Ngọc Lâm thì người ấy là cái mốc cho họ cười, huống chi đây lại là Ngọc Lâm vốn ghét cay ghét đắng sư huynh. Không biết họ đi làm cái ma gì. Đã hai ba lần tôi thấy Ngọc Lâm đứng nói chuyện với một người con gái trẻ măng ở phía ngoài tam quan, không biết họ nói chuyện gì. Ừ, tôi cũng bắt gặp một lần, không ngờ cái ông điên điên, khùng khùng ấy mà vẫn còn động lòng trần. Ngọc Lâm vốn không thích nghe những lời nói xấu sau lưng, nên tản lời như không nghe, song vừa đi được mấy bước thì những tiếng Ngọc Lâm, con gái, lòng trần trót vào tai thầy, bất giác thầy dừng bước một cách tò mò. Lần nào cô ả cũng đứng xa xa ngoài tam quan nói chuyện với Ngọc Lâm, trong diện mạo cô ta không phải là con nhà tầm thường, và tôi nhớ mang máng như đã thấy cô ở đâu,
Rất tiếc chỉ nhìn được có một bên chứ nếu nhìn thẳng mặt tôi có thể nhận ra ngay. Sư chú gác cửa cao hứng nói và tỏ ra ta có một nhãn lực phi thường. Cô ả coi bộ chưa lập gia đình, trong chùa có sư ông Ngọc Lâm xin trai đáo để sao cô ả không đến mà ve vãn lại đi dắm dớ với ông tổ nội nửa rồ nửa dại ấy không biết. Ngọc Lâm không muốn nghe, cúi đầu bước mau về phòng riêng sau điện Phật. Lúc này Ngọc Lâm thấy bất mãn với người đời, thầy tự nghĩ tuy cũng có lúc sư huynh tỏ ra điên khùng, song đó là người cố ý giả tạo, nếu không, sao lời nói của sư huynh hàm súc một ý nghĩa sâu xa như thế? Một vị thánh tăng có lẽ nào lại bị người đời khi rẻ chê bai và trào lộng như vậy? Ngọc Lâm bực tức đến nỗi quên cả ăn sáng. Ngọc Lâm tự nghĩ nếu lời nói của sư chú gác cửa và sư bác trực nhật đúng sự thật thì nhất định sư huynh phải có một việc gì bí ẩn lắm. Nhưng người con gái ấy là ai? Nàng ở đâu đến? Ngọc Lâm chịu không thể nghĩ ra. Ngọc Lâm quét dọn trên Phật điện tương tất cả rồi, tuy vẫn còn sớm song thầy sợ nhỡ giờ hẹn không được gặp Vi Đà Bồ Tát, bởi thế thầy thành khẩn ra đứng giữa đường phía ngoài chùa chờ đợi thật sớm. Con đường này trừ những ngày đình đám tấp nập, ngày thường rất ít người qua lại. Ngọc Lâm luôn luôn đưa mắt nhìn tứ phía, càng gần trưa lòng thầy lại càng bồn chồn hồi hộp, xa xa một hình bóng thiếu nữ đang đi đến. Mình không nên nhìn nàng, nhỡ ra Vi Đà Bồ Tát xuất hiện đằng phía sau. Thấy thế ngài sẽ quở trách mình, trong lòng Ngọc Lâm tự nghĩ như thế nên thầy ngoảnh nhìn sang hướng khác. Không bao lâu, Ngọc Lâm nghe sau lưng có tiếng chân bước dồn và tiếng người vang lên. Tế Lan, à Vạn Kim Hòa Thượng, ấy chết thầy Ngọc Lâm. Thầy ở đây hả? Ngọc Lâm quay lại, buộc mồm kinh ngạc. À, Thúy Hồng, vẫn lại là cô. Chương 10. Thúy Hồng công cớn và hờn dỗi, nói với Ngọc Lâm. Thầy thật là một nhân vật quan trọng, gặp được thầy khó quá lên trời. Cô muốn đến chùa lễ Phật. Ngọc Lâm nhìn Thúy Hồng với vẻ hoài nghi, và giả vờ như không nghe rõ câu nói của Thúy Hồng, thầy lại nhấn mạnh giọng nói tiếp, mời cô cứ vào đi, tôi còn ở lại đây có chút việc cần. Bạch thầy. Thúy Hồng đã được Vương Tiểu Thư dạy cách xưng hô. Hiện giờ ai không biết thầy là một Vạn Kim Hòa Thượng, một người phi phạm, song xin thầy cũng không nên coi chúng tôi như những con hổ cái, thầy xem, thầy sợ tôi thế kia. Không phải, tôi đâu dám thế, hiện đã tới giờ rồi, xin cô đi ngay cho. Ngọc Lâm nhìn mặt trời, nhớ đến lời dặn của sư huynh là gần trưa sẽ thấy Vi Đà Bồ Tát, bởi thế thầy dục Thúy Hồng. Thầy bảo tôi đi đâu bây giờ? Thúy Hồng hỏi. Cô tự hỏi cô xem. Tiểu thư bảo tôi đến tìm thầy mà. Tiểu thư bảo cô đến tìm tôi. Nếu không tìm thầy tôi đến đây 2-3 lần làm gì? À. Ngọc Lâm thấy khó nghĩ. Lúc này thầy thấy bối rối muôn phần. Từ khi ở tướng phủ trở về chùa, tuyệt nhiên thầy không biết gì về tình hình của Vương Tiểu Thư, nàng đau lại, hay đã đi tu rồi, đôi khi vì tiếng gọi của lòng từ bi, thầy cũng nghĩ đến nàng, song từ xưa đến nay, giữa trai gái hình như vẫn có một khoảng cách rất sâu rộng. Khoảng cách đó người ta đều không dám vượt qua vì sợ xa lầy, bởi thế mới có sự thần bí giữa trai gái. Phật Thích Ca vì nhận bát sữa của nàng một nữ dân cúng mà bọn ông Kiều Trần như bỏ ngài ra đi, a nàng bị nàng ma đăng già cám dỗ mà ai cũng trách người là chỉ thích nghe nhiều, học rộng, mà coi thường giới hạnh. Những điều đó đã in sâu vào tâm trí Ngọc Lâm. Quan niệm về nhân sinh của Ngọc Lâm và sư huynh Ngọc Lam hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Theo Ngọc Lam thì bất cứ làm việc gì, không hổ thẹn với lương tâm là được rồi, không cần để ý đến dư luận khen chê của người đời. Song quan niệm của Ngọc Lâm thì khác, thầy có tính hiếu thắng, có lòng danh dự, rất e dè trước dư luận của quần chúng. Cho nên để tránh sự bàn tán của người đời, thầy đành âm thầm đau đớn, đem tấm lòng từ bi thương xót của Vương Tiểu Thư chôn sâu vào tâm khảm. Ngọc Lâm biết rõ ràng rằng một người xuất gia phải hoàn toàn chế ngự những ý niệm nhơ nhớp trong lòng, đối với mọi người phải có tâm bình đẳng, không phân biệt già, trẻ, trai, gái. Nhưng người đời vì quan niệm truyền thống lại cho thế là không hợp lý. Họ muốn mình phải phân biệt, phải sợ hãi đàn bà, phải xa lánh chúng sinh. Ngọc Lâm đành cúi đầu trước những quan niệm ấy. Hiện giờ, từ cửa miệng Thúy Hồng nói ra là Vương Tiểu Thư sai nàng đến tìm thầy, hình ảnh mỹ miều, dịu hiền và tình tứ của Vương Tiểu Thư lại hiện ra trong trí nhớ của thầy. Ngọc Lâm có cảm giác rằng, tuy thầy hoàn toàn không có trách nhiệm gì đối với sự sống, chết và buồn vui của Vương Tiểu Thư, song về phương diện đạo nghĩa, thầy không thể hoàn toàn làm ngơ. Cô tôi đã cho tôi đến hỏi thăm thầy đã 3 lần rồi. Thúy Hồng nói. Thúy Hồng, lúc này quả thật tôi không thể nói nhiều với cô, xin cô hãy quá bộ vào chùa Vãn Cảnh, đợi tôi về hãy nói chuyện. Lòng Ngọc Lâm tuy nhớ đến Vương Tiểu Thư, song lại nghĩ cơ hội được gặp Vi Đà Bồ Tát là ngàn năm một thuở cho nên thầy tạm gác việc hỏi chuyện Thúy Hồng.
trông thầy bồn chồn có vẻ như chờ đợi người yêu nào đây, vì sợ tôi thấy nên thầy cứ giục tôi đi riết. Thúy Hồng nói móc. Ấy chết, xin cô đừng làm nhục một vị Bồ Tát. Ngọc Lâm xị mặt, nói gắt. Eo ơi, ghê chưa, thế ra thầy là một vị Bồ Tát. Giọng Thúy Hồng châm biếm. Không phải tôi tự nhận là Bồ Tát, tôi muốn nói là cô đừng làm nhục Vi Đà Bồ Tát. Tôi có làm nhục Vi Đà Bồ Tát đâu. Cô nói Vi Đà Bồ Tát là người yêu của tôi. Thế ra thầy đứng đây để đợi Vi Đà Bồ Tát. Thúy Hồng chớp chớp đôi mắt và tỏ vẻ kinh ngạc. Còn gì nữa? Bởi thế tôi xin cô tránh xa nơi này, cô đi ngay cho. Nghe nói người phàm trần nghiệp chướng sâu nặng, phiền não trói buộc, không dễ gì được thấy chân thân của một vị Bồ Tát. Đây là cơ hội hiếm có, xin thầy hãy cũng cho tôi được thấy Bồ Tát. Thúy Hồng nghe nói được thấy Bồ Tát liền vội năn nỉ với Ngọc Lâm xin ở lại. Không những không còn phiền não nghiệp chướng mà lại cần phải có nhân duyên mới được thấy Bồ Tát. Nếu cô vô duyên thì không thấy được Bồ Tát đâu. Thế thầy có nhân duyên gì mà được thấy Bồ Tát? Tôi à, tôi cũng chẳng có nhân duyên gì cả. Thế sao thầy có thể thấy được Bồ Tát? Sư huynh Ngọc Lâm bảo tôi, người dặn tôi vào giờ này đến đợi ở đây sẽ được thấy Bồ Tát Tát Vi Đà, thì tôi cũng biết vậy thôi. Xưa nay Ngọc Lâm không nói dối ai, thầy thật thà bảo Thúy Hồng, mục đích mong nàng hiểu rõ ràng để tránh đi cho rồi. Tôi cũng được một vị sư bảo tôi đến đây đúng vào giờ này để gặp thầy. Ai thế? Vị sư trông như điên như khùng ấy. Vậy người là sư huynh Ngọc Lam tôi đó. Mỗi lần tiểu thư sai tôi đem các thức ăn đến cho thầy, tôi đều gặp vị sư điên khùng ấy. Ông bảo tôi không dễ gì tìm được thầy, mà dù có tìm được thầy cũng không muốn tiếp tôi. Bởi thế ông bảo đem các thức ăn cho ông để ông mang cho thầy. Mỗi lần về tiểu thư lại hỏi thầy có nói gì không, tôi chả biết trả lời ra sao cả. Sáng sớm nay ông sư điên khùng lại vào tướng phủ gặp tiểu thư, tôi không biết họ nói chuyện gì. Một lát sau tiểu thư bảo tôi tìm đến thầy. Tiểu thư bảo cô tìm đến tôi có việc gì và đưa thức ăn gì cho tôi. Mấy lần trước đem các thức ăn điểm tâm và sau cùng đưa chiếc áo bông đến, đó là tiểu thư cho mang đến. Ngọc Lâm kinh ngạc. Tôi cứ tưởng là Vi Đà Bồ Tát giúp tôi. Lúc ấy Ngọc Lâm mới vỡ lẽ, thầy tự nghĩ ra các thứ đó đều do sư huynh đem đến, mình cứ lầm tưởng là của Vi Đà Bồ Tát. Thảo nào sư huynh cứ vừa nói vừa cười. May mà biết rõ chuyện chứ không thì người ta cho mình là nói dối. Bây giờ Ngọc Lâm mới thấy rõ là việc này đều do sư huynh xếp đặt. Song tại sao sư huynh lại làm như vậy? Ngọc Lâm cảm thấy hoang mang. Thúy Hồng, xin cô hãy nói qua tình hình của Vương tiểu thư sau khi tôi rời khỏi tướng phủ ra sao? Hỏi thế không phải Ngọc Lâm vẫn còn luyến tiếc Vương tiểu thư. Điều mà thầy chưa hoàn toàn yên tâm là sợ tấm si tình của nàng có thể đưa đến kết quả bi thảm. Thầy thật không khác gì gỗ đá, chẳng có lấy một chút tình nghĩa nào. Tiểu thư đã thương yêu thầy thắm thiết, trái lại thầy thì hắt hủi tiểu thư. Ai cũng tưởng người xuất gia có lòng từ bi, kỳ thực tôi thấy thầy chả có chút từ bi nào hết. Đã nhận lời vào làm rể trong tướng phủ, tại sao chỉ được một đêm thầy lại bỏ về? Hiện giờ tướng phủ không khỏi mang tiếng và mọi người biết chuyện đều lấy làm lạ, tại sao Vương tể tướng không dùng quyền lực bắt thầy trở về? Đã vô tình như thế, sao lúc này thầy còn giả bộ quan tâm đến tiểu thư tôi? Những lời của Thúy Hồng chứa đựng đầy ý trách móc, giả như trước kia một người trong phủ tể tướng mà thốt ra những lời ấy trước mặt Ngọc Lâm thì thầy không nhẫn được. Nhưng giờ đây thầy biết việc đó không nên nóng nảy, bởi thế thầy chậm rãi đáp. Thúy Hồng, xin cô đừng chê tôi không có tình nghĩa, vì tình nghĩa có thể cứu người mà cũng có thể hại người. Tiểu thư là một người đa tình, lẽ ra nàng sống những ngày rất yên vui, sung sướng, song chỉ vì đa tình mà nàng phải lo âu sầu khổ. Xem thế đủ biết tình nghĩa thực là nguồn gốc của khổ não, mà đã là nguồn gốc của khổ não thì tại sao chúng ta lại cứ khư khư ôm lấy nó? Còn nói đến lòng từ bi của người xuất gia, thì từ bi chính nghĩa là cứu người chứ không hại người. Nếu tôi cũng đắm say tài sắc và danh lợi trong tướng phủ cùng tiểu thư sống cuộc đời u mê thì một ngày kia sẽ phải nổi chìm trong bể khổ. Như thế không những đã hại cho tiểu thư mà còn hại cả tôi. Bởi vậy tôi vào tướng phủ rồi trở về ngay, đó cũng là vì lòng từ bi, thương Vương tiểu thư mà cũng thương cả cho tôi nữa. Thầy đừng nói những lời đường mật ấy nữa, lúc nào thầy cũng bảo vì tiểu thư và vì chính thầy. Giọng Thúy Hồng tức giận. Nếu thầy vì tiểu thư thật thì đáng lẽ thầy phải ở lại tướng phủ, chớ sao thầy lại bỏ về chùa. Thầy không hề tỏ một chút quan tâm nào đối với sự sống chết của tiểu thư, thầy thun dung rủ áo ra đi để một mình tiểu thư đêm ngày vò vỏ. Thầy thử nghĩ coi như thế thầy có chút lòng từ bi nào không? Thúy Hồng, cô vẫn chưa hiểu được tâm ý của tôi. Tâm ý của thầy thế nào? Tôi chỉ biết rằng, ngoại trừ tính ích kỷ của thầy, tôi không hiểu thầy còn có tâm ý gì. Thầy chẳng có tâm tình gì hết, mối tình của tiểu thư đối với thầy khắng khít biết chừng nào.
vì thầy mà tiểu thư không tưởng đến ăn uống ngủ nghỉ cho đến sự sống nữa. Người coi thầy như linh hồn và tính mệnh của người, không giờ phút nào muốn xa thầy, thế mà thầy không hiểu gì đến ái tình hết. Thúy Hồng, cô không nên nói khích như thế, cô hãy bình tĩnh chú ý nghe tôi nói. Ngọc Lâm khẽ đặng hắn. Các cô đã bị cái lưới ái tình ràng buộc đã mất hết tự do. Các cô vẫn chưa hiểu rõ được chính bản thân của các cô thì làm sao có thể hiểu được ái tình của các cô. Tôi đứng ngoài vòng ái tình nhìn các cô mới thấy các cô thật là người ngu si dại dột. Cô đừng giận để tôi thuật lại một sự tình chính mắt tôi thấy cho cô nghe. Lúc tôi còn nhỏ ở gần nhà tôi có một cậu công tử con nhà họ Lưu mới cưới vợ. Nhưng chưa đầy nửa năm thì Lưu công tử lâm bệnh. Vợ cậu hàng ngày khóc lóc thảm thiết. Gặp ai cũng nói Lưu công tử là sự sống của nàng, là linh hồn của nàng. Thiếu chàng thì nàng không thể nào sống được. Sau không may Lưu công tử qua đời, vào khoảng gần nửa năm sau khi chàng chết, lúc ấy tôi vẫn còn nhớ, chính tôi lại thấy người vợ Lưu công tử đứng trong vòng tay của một người con trai khác và miệng luôn luôn nói với người con trai ấy, chàng, chàng là linh hồn của thiếp, chàng là lẽ sống duy nhất của đời thiếp. Bấy giờ tuy tôi còn nhỏ, thấy thế tôi cũng hiểu rằng đó không phải là lỗi của người đàn bà kia, song chính là trò đời vô thường, biến ảo diễn ra. Trò đời đều như một giấc mộng xuân, tại sao ta lại nhận mộng là thật? Thúy Hồng, tiểu thư của cô hiện giờ thấy thân hình của tôi đẹp đẽ, bởi thế mới yêu tôi. Giả sử nàng được thấy một người con trai khác thanh lịch và tuấn tú hơn tôi, liệu lúc đó nàng còn yêu tôi không? Cô cho tôi là người không hiểu gì về ái tình, nhưng thật thì chính tôi là người hiểu rõ ái tình hơn ai hết. Nghe Ngọc Lâm nói, Thúy Hồng đỏ mặt, nàng bẽn lẽn cúi đầu nhìn mấy chiếc lá vàng khô nằm trên mặt đường. Sau một chút yên lặng, Ngọc Lâm hỏi, hiện giờ tiểu thư ra sao? Từ khi thầy trở về chùa, tuy khá hơn trước nhiều song tiểu thư có vẻ vẫn khổ sở lắm. Vừa nói, mấy giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má Thúy Hồng. Tiểu thư khổ sở thế nào? Ngọc Lâm cũng thương nàng nên vừa nghe Thúy Hồng nói thầy cảm thấy lòng bức trước ấy nấy. Thầy vẫn không biết, thầy tưởng thầy đi khỏi là mọi việc êm thấm. Thầy đâu có biết Vương Tể tướng uất ức đến chết đi được. Người nói là thầy đã khinh thường người như thế thì người nhất định không thể dung thứ, nhất là Ngô sư gia cứ xúi dục Tể tướng cho thầy một bài học. Họ nói rằng thầy đã vào làm rể trong tướng phủ, vì thể diện trong tướng phủ cũng như vì hạnh phúc của tiểu thư nếu không bắt thầy trở lại thì không được. Song tiểu thư không hiểu tại sao lúc này hoàn toàn thay đổi, người đã mấy lần khóc lóc van xin thân phụ cho phép người được xuất gia theo thầy, người đã hoàn toàn gánh chịu mọi khó khăn cho thầy chứ không thì làm sao thầy có thể được yên thân thế này. Nghe Thúy Hồng nói đến đấy, Ngọc Lâm cảm thấy vững dạ nhưng thầy lại bị những lời của Thúy Hồng làm cho cảm động. Thầy tuyệt không sợ thủ đoạn khủng bố của Vương Tể tướng và Ngô sư gia mà thầy cảm động vì thấy Vương tiểu thư là người con gái có nhiều thiện duyên và thầy cho rằng chuyến đi của thầy vào tướng phủ không phải là vô ích vậy. Hay lắm. Ngọc Lâm đưa mắt nhìn tứ phía. Tiểu thư hiện giờ phải chịu cực một chút, song sau này nàng sẽ thoát được nhiều thống khổ. Cô về hãy nói với tiểu thư là tôi gửi lời thăm và mừng cho tiểu thư. Thôi tôi về chùa đây. Thúy Hồng vội hỏi. Tiểu thư muốn được gặp thầy một lần để nói chuyện, có được không? Đợi khi nào tiểu thư xuất gia lúc ấy hãy nói. Dứt lời, Ngọc Lâm cắm cổ chạy. Thúy Hồng đứng ngay người nhìn sau lưng Ngọc Lâm, lòng nàng vừa căm tức vừa kính phục. Chương 11. Thời gian thấm thoát trôi qua, bỗng chốc trời đã sang xuân, hoa đua nhau nở, đến đâu cũng thấy một màu xanh biếc và trên khắp các nẻo đường tràn ngập hương xuân. Hôm ấy Ngọc Lâm dậy sớm làm các việc thường lệ xong rồi lên xin phép Hòa Thượng Thiên Ẩn, Sư Ông Tri Khách và Sư Ông Duy Na nghỉ 2 ngày để đi dự lễ xuất gia của Vương Tiểu Thư được cử hành tại Thiên Hoa Am. Từ sau ngày Thúy Hồng được gặp Ngọc Lâm về thuật lại cho Vương Tiểu Thư biết là trừ phi nàng quyết chí xuất gia thì Ngọc Lâm mới gặp nàng để nói chuyện. Trong thời gian đó, Vương Tiểu Thư vẫn viết thư tin cho Ngọc Lâm, mỗi lần Thúy Hồng mang thư đến đều trao tận tay cho Ngọc Lâm. Ngọc Lâm thấy lời lẽ trong thư rất lưu loát và hết sức vui mừng khi biết Vương Tiểu Thư nhất định xuất gia, vì thầy cho rằng nàng đã nhận thức được con đường nên đi. Vương Tiểu Thư muốn Ngọc Lâm đến dự lễ xuất gia của nàng, lúc đầu thầy từ chối vì thầy tự nghĩ Vương Tiểu Thư tuy có nhiều thiện căn, song dầu sao nàng cũng chỉ là một người con gái mà thầy đã từng làm lễ thành hôn với nàng và cùng tế bái trời đất, bây giờ xuất gia, tuy là việc rất đáng mừng, song lúc cử hành lễ vốn dĩ đa tình, làm sao nàng có thể tránh khỏi xúc động và thương cảm. Thêm vào đấy, Vương Tiểu Thư cử hành lễ xuất gia rất trọng thể, cha mẹ nàng và họ hàng thân thích đều có mặt, lúc đó thầy sẽ nói với họ thế nào? Ngọc Lâm nghĩ tới đây liền nhất định không tham dự. Song Vương Tiểu Thư không những chỉ mời Ngọc Lâm chứng kiến lễ xuất gia của nàng mà còn muốn tự tay Ngọc Lâm xuống tóc cho nàng. Không thể từ chối được,
Hơn nữa thầy vẫn còn nhớ lời sư huynh Ngọc Lam nói là cứu người phải cứu đến nơi đến chốn, nên cuối cùng Ngọc Lam phải miễn cưỡng nhận lời. Trước khi lên đường, Ngọc Lam suy nghĩ một hồi nên phục sức thế nào. Thầy có một chiếc áo bông do Vương Tiểu Thư biếu. Chiếc áo đó vừa mới vừa đẹp, nhưng hiện giờ tiết xuân ấm áp, ai lại đi mặc áo bông? Mà dù có mặc được chăng nữa, thầy cũng không nên mặc chiếc áo ấy để đi dự lễ. Ngoài chiếc áo ấy ra, Ngọc Lâm không còn cái nào đáng kể là cái áo. Nếu mặc chiếc áo đó, thầy sẽ tăng thêm vẻ mỹ quan, người ngoài có thể lầm tưởng thầy vẫn còn muốn mưu đồ gì. Người tu có màu sắc của người tu, bởi thế thầy quyết định mặc chiếc áo cũ hàng ngày đến Thiên Hoa Am dự lễ. Khi tới Thiên Hoa Am, Ngọc Lâm đã thấy người ra vào tấp nập. Ngoài cửa am có bốn người tỳ nữ đứng đón khách. Những người này Vương Tể Tướng mới mướn để hầu hạ Vương Tiểu Thư. Hôm nay họ được cắt đứng ở cửa đón khách. Lúc đó Ngọc Lâm định tiến vào cửa, bốn người tỳ nữ đưa mắt nhìn thầy một lượt từ đầu đến chân, rồi với giọng rượu mát, họ hỏi: "Ngài từ đâu đến ạ?" Ngọc Lâm thật thà nhìn họ: "Tôi từ chùa Sùng Ân." "Ngài từ chùa Sùng Ân, thế có phải Vạn Kim Hòa Thượng Ngọc Lâm cho ngài đến để báo tin trước?" Chả là những người tỳ nữ ấy thấy Ngọc Lâm còn ít tuổi, lại mặc áo cũ, rất nên lầm tưởng là người hầu của Ngọc Lâm. Bị hỏi dồn như thế, lúc đầu Ngọc Lâm nhíu mày mắm môi, sau đó thầy biết là họ lầm, vì họ tưởng Ngọc Lâm là một vị Vạn Kim Hòa Thượng đường đường tăng tướng, đâu có ăn mặc trách rưới như thế. Nên Ngọc Lâm tự nghĩ, tại sao những người này chỉ nhìn người bằng phục sức bề ngoài mà không để ý đến những điểm khác. Giả sử bây giờ đem một bộ áo long bào của nhà vua mặc cho một người bằng gỗ, không biết sao họ có chịu kết hôn với người đó không. Ngọc Lâm lại nghĩ rằng cuộc đời vốn là một tấn tuồng, lúc thì đóng vai con cái, lúc thì đóng vai cha mẹ. Họ đã tưởng mình là người hầu của Ngọc Lâm đến báo tin trước, tại sao mình không lợi dụng cơ hội ấy để diễn một hồi kịch. "Ngọc Lâm Hòa Thượng cũng sắp đến ạ. Không biết khỏi trễ giờ không?" "Có phải Ngọc Lâm Hòa Thượng sắp đến thì thôi, ông đừng nói lải nhải nữa." Đó là câu nói của Thúy Ngọc, một trong bốn người tỳ nữ, với một giọng hết sức kiêu mạn, nàng nói tiếp: "Lúc này Vương Tể Tướng và các quan khách cùng các đại lão hòa thượng hiện đang ngồi trong phòng khách nói chuyện, tiểu thư và cô Thúy Hồng đang ở nhà trong. Ông đừng có xông xáo, đây có căn phòng nhỏ, ông hãy vào ngồi tạm một lát đi." Dứt lời, Thúy Ngọc đưa tay chỉ vào căn phòng ở đầu dãy nhà bên tay mặt. Ngọc Lâm không thèm nói gì thêm, vì thầy cho rằng nói với những người ấy cũng vô ích, thầy chỉ thương hại cho họ đem thân làm tôi tớ người ta đã không biết tuổi hổ thì thôi, lại còn hờm hĩnh lên mặt tưởng ta đây danh dự lắm, thật cũng đáng thương. Ngọc Lâm tiến vào căn phòng, đưa mắt nhìn một lượt mới biết đó là phòng ngủ của người làm. Ngọc Lâm ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm tư. Ngọc Lâm cứ ngồi yên trong căn phòng, không ai đoái hoài đến thầy, cũng không ai cho một chén nước. Một lúc sau, lại vẫn con hầu Thúy Ngọc chạy vào, nói: "Tiểu thư cho cô Thúy Hồng ra hỏi tại sao giờ này mà thầy Ngọc Lâm vẫn chưa tới." "Tôi không biết, hỏi họ xem." Ngọc Lâm đáp. "Thế thì Ngọc Lâm có dặn ông gì không?" "Người nói đến là khách đến, không có dặn gì ai hết." "Chán mớ đời, cái ông sư này thật ngốc quá." Thúy Ngọc cũng đúng như Thúy Hồng lúc ban đầu đến chùa Sùng Ân, cậy thế của Vương Tể Tướng và tiểu thư ra bộ ta đây giọng khinh khỉnh miệt thị Ngọc Lâm. Thúy Ngọc bước ra, Ngọc Lâm nhìn sau nàng bất giác than dài, thế mà loài người tự cho là thông minh lắm. Sau một lúc lại vẫn con Thúy Ngọc kiêu mạn ấy vào nói: "Tiểu thư cho Thúy Hồng ra hỏi ông đó, ông ra ngay đi." Ngọc Lâm lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Thúy Hồng vừa thấy Ngọc Lâm vội cúi đầu rồi quỳ xuống: "Bạch thầy, thầy đã đến rồi." Hiện nay Thúy Hồng vì cảm phục nhân cách của Ngọc Lâm và lại được Vương Tiểu Thư dạy bảo nên đối với lễ nghi trong Phật giáo nàng đã hiểu rất nhiều. "Tôi cũng mới đến, ngồi nghỉ trong này một lúc cho khỏe." Thúy Hồng nhìn bốn người tỳ nữ: "Thầy đến mà các người không chịu đón tiếp lại nói thầy chưa đến, tôi hãy mách Tiểu Thư xem các người sẽ nói sao." Thúy Hồng lấy tư cách của một người tỳ nữ kỳ cựu khiển trách những người hầu mới làm họ không dám hé răng và toàn thân run như cầy sấy. "Đừng trách họ, họ không biết tôi đến là vì tôi không nói rõ tên." Ngọc Lâm nhận lỗi về phần mình để gỡ cho những người tỳ nữ: "Bạch thầy, tiểu thư đang nóng lòng chờ đợi thầy, xin thầy vào ngay." "Không được." Ngọc Lâm nói. "Để tôi vào chào Vương Tể Tướng đã." Thúy Hồng đưa Ngọc Lâm vào nhà khách. "Bạch thầy, sao hôm nay thầy lại mặc áo rách vậy?" Thúy Hồng khẽ hỏi Ngọc Lâm. "Phục sức chẳng qua là để che đậy thân thể và ngăn ngừa gió rét, còn mặc xấu hay mặc tốt thì cũng thế. Người ta cần có nhân cách và đức tính chứ y phục không quan trọng lắm. Vả lại chiếc áo này của tôi vẫn còn tốt, mặc chưa được 5 năm mà. Hôm nay là lễ thế phát xuất gia trọng thể của Vương Tiểu Thư. Vương Tể Tướng tuy không mời ai, song những khách quý đến dự lễ cũng rất đông, mặc áo cũ kỹ sợ có mất thể diện chăng?" "Cô nói đúng, người đời phần nhiều thích hào nhoáng bên ngoài."
Ngọc Lâm cho rằng trường hợp ấy không nên bàn cãi cao xa, thầy phụ họa với Thúy Hồng bằng một giọng trầm buồn. Khi Thúy Hồng đưa Ngọc Lâm đi ngang qua Phật điện, thầy đứng chính giữa vái ba vái. Thầy để ý nhìn cách kiến trúc ở Thiên Hoa Am rất nguy nga tráng lệ, Vương Tể Tướng đã xây cất ngôi chùa này cho con gái trong 6 tháng trời. Sau đó Ngọc Lâm tiến vào nhà khách gặp Vương Tể Tướng và thầy được Vương Tể Tướng giới thiệu với mọi người. Ngọc Lâm không có vẻ gì luống cuống cả, rất thản nhiên. Sau khi giới thiệu, Vương Tể Tướng khen ngợi Ngọc Lâm, nói với quan khách: một người chân chính xuất gia học đạo, tài sắc danh lợi không thể làm động tâm, thật đáng quý. Sau khi Vương Tể Tướng nói, trong số quý khách có người nhìn Ngọc Lâm bằng ánh mắt kính mến, song cũng có người hoài nghi cứ nhìn thầy chằm chằm. Ngọc Lâm ngồi xuống ghế được một lát thì Thúy Hồng đứng bên cạnh đưa mắt ra hiệu dục thầy vào nhà trông gặp Vương tiểu thư, nhưng Ngọc Lâm cứ tản lờ như không biết. Giờ làm lễ thế pháp đã đến, tất cả quan khách đều được mời lên chính điện. Vương tiểu thư quỳ trên chiếc chiếu giữa bàn Phật, Ngọc Lâm đứng bên cạnh nàng tay cầm con dao. Khi các vị tăng ni đứng hai bên dâng hương trì chú xong, Ngọc Lâm đặt con dao lên đầu Vương tiểu thư và nhẹ nhàng cạo ba đường tóc, rồi nói với Vương tiểu thư: dao thứ nhất, dứt trừ hết mọi điều ác. Dao thứ hai, nguyện làm hết thảy mọi điều thiện. Dao thứ ba, thề độ hết thảy chúng sinh. Lúc mái tóc đen huyền của Vương tiểu thư rơi xuống đất, Ngọc Lâm vẫn bình thản, còn Vương tiểu thư thì lặng lẽ cúi đầu. Những người đàn bà quý phái đứng ngoài thấy thế đều rớt nước mắt. Xưa nay thấy một người thế phát xuất gia, tức là người ấy bỏ con đường khổ não mà trở về con đường yên vui, điều đó là một việc đáng mừng. Chính họ cũng thường nói như thế, họ cho rằng Vương tiểu thư đi xuất gia tức là từ nay nàng sẽ sống một cuộc đời thanh tịnh tự tại, kiếp trước quả nàng đã có nhiều thiện căn. Song dù sao thì đàn bà vẫn là đàn bà, họ nói và nghĩ thế, nhưng giờ đây nhìn những sợi tóc của Vương tiểu thư kế tiếp nhau rơi xuống, họ lại thở ngắn than dài và chan hòa nước mắt. Tâm lý của người đàn bà thật phức tạp, người ngoài khó mà hiểu được. Ngọc Lâm đối với việc Vương tiểu thư thế phát xuất gia, bề ngoài tuy tỏ ra bình thản, song trong lòng không khỏi cảm khái. Mặc dầu còn ít tuổi, chưa từng trải nhiều về trường đời, nhưng xưa nay thầy vốn không đồng ý việc để con gái còn trẻ tuổi đi xuất gia, vì không còn cách nào để thoát ra khỏi vòng tình ái mà Vương tiểu thư đã lôi cuốn thầy vào, nên Ngọc Lâm đành phải dùng biện pháp khuyên nàng xuất gia. Nhưng đồng thời thầy cũng ký thác một hy vọng lớn lao vào việc xuất gia của Vương tiểu thư, vì thầy nhận thấy rằng đàn bà cũng chiếm một số lớn trong đoàn thể xuất gia của Phật giáo. Trên danh nghĩa, tuy họ là đệ tử của Phật có nhiệm vụ giác ngộ cho đời, song trên thực tế, chính họ cũng mê mờ như người trong mộng. Đại đa số ở chùa, ngoại trừ sớm tối hai thời công phu ra, họ không còn hiểu gì Phật pháp. Như vậy thử hỏi làm thế nào Phật giáo có thể hưng thịnh và tồn tại? Giả sử một số ít người có quan tâm đến sự sống còn của Phật giáo thì họ lại cho đó là trách nhiệm của các vị tăng. Cho nên những trang sử huy hoàng của Phật giáo Trung Quốc trong khoảng hơn 1.000 năm đều do các vị tăng ghi lại. Ni chúng là một phần tử trong xã hội Trung Quốc, địa vị của nữ giới Trung Quốc chưa được ngang hàng với nam giới, ni bộ trong Phật giáo cũng chưa cho phép ni chúng được ngang hàng với tăng chúng, mà chính ni chúng cũng chưa hề tranh thủ địa vị bình đẳng cho mình. Hiện giờ Ngọc Lâm đặt hy vọng vào Vương tiểu thư, mong nàng có thể thành con hạt trắng giữa đám chim sẻ, vì nhờ ở tài trí thông minh, thêm vào đó là hoàn cảnh thân thế, rất có thể nàng vì Phật giáo mà cũng vì bản thân tạo nên một sự nghiệp oanh liệt, bởi thế thầy mới khuyên nàng xuất gia, mong có cơ hội chỉnh đốn lại ni chúng. Khi xuống tóc, Vương tiểu thư cúi đầu nhắm mắt, nàng muốn nhìn Ngọc Lâm và muốn nói với thầy: đấy, bây giờ thầy đã thấy tôi xuất gia. Trong lòng nàng thầm nghĩ như vậy, song bầu không khí trang nghiêm trong điện Phật, khói trầm nghi ngút thơm tho làm nàng không thể biểu lộ được tâm tư. Lúc đó lòng nàng cũng chẳng phân biệt được buồn hay vui, nàng chỉ biết rằng nàng xuất gia là do Ngọc Lâm muốn thế. Vì vẫn còn yêu Ngọc Lâm và cũng vì biết rõ đời rốt cuộc cũng chỉ là khổ, nên Vương tiểu thư chỉ còn biết hăng hái đón nhận lấy lẽ sống mới để trở thành con người hoàn toàn mới. Sau lễ thế pháp, Ngọc Lâm đặt pháp hiệu cho Vương tiểu thư là Giác Chúng, có nghĩa là ngày nay Vương tiểu thư không những tự mình đã giác ngộ mà sau này nàng sẽ giác ngộ cho người khác. Sau cuộc lễ, quan khách lần lượt ra về, Vương tiểu thư vào tịnh thất nghỉ, bảo Thúy Hồng tiếp đãi Ngọc Lâm và mời thầy lưu lại mấy hôm, nàng còn nhiều vấn đề muốn hỏi thầy. Thúy Hồng dĩ nhiên phải vâng mệnh tiểu thư, nhưng do đó mà Ngọc Lâm phải một hồi chịu oan uổng. Chương 12. Ngọc Lâm ở Thiên Hoa Am chưa được mấy hôm thì bao nhiêu chuyện khó chịu kế tiếp xảy ra. Số là trong Thiên Hoa Am có viên quản lý sự vụ, người thân tín của Vương Tể Tướng. Ngô Sư Gia đã 45 tuổi, người cao dong dỏng, nước da thiết bì, lúc Vương Tể Tướng còn là lại bộ thượng thư thì ông ta được tuyển vào làm thư ký riêng. Ông ta là người nhiều thủ đoạn mưu kế, bản tính hay tranh đua hiếu thắng, lời nói thì cay chua khinh bạc, song vì mấy lần ông ta giúp mưu mà Vương Tể Tướng được nhà vua đặc biệt tin cậy,
Do đó Vương Tể Tướng mới coi ông ta như một người tâm phúc. Vì việc nước bề bộn nên sau khi lễ thế phát của con gái chấm dứt, Vương Tể Tướng lại vội vàng về kinh. Trước khi đi, Vương Tể Tướng giao hết công việc trong Thiên Hoa Am và tiểu thư cho Ngô Sư Gia trông nom. Ông cũng dặn mọi người trong chùa phải đặc biệt cung kính và săn sóc Ngọc Lâm, nên việc đó khiến cho Ngô Sư Gia sinh lòng ghen ghét. Ông ta cho rằng đối với một vị sư trẻ tuổi bất tất người trong tướng phủ phải tỏ ra ân cần. Hơn nữa ông lại người tâm phúc của Vương Tể Tướng, trong phủ ai cũng phải kính sợ ông ta. Song Ngọc Lâm vốn dĩ là người không sợ quyền thế, không chịu quỵ lụy, thái độ nghiêm trang, lời nói chín chắn của thầy khiến Ngô Sư Gia tưởng là thầy kiêu mạn, do đó trong lòng vô cùng oán ghét. Trong Thiên Hoa Am, từ giác chúng đến các sư nữ mà giác chúng mời ở lại và tất cả tỳ nữ, không ai là không cung kính Ngọc Lâm. Thấy thế Ngô Sư Gia lại càng ghen tức. Ông ta tự nghĩ, từ khi mình vào tướng phủ đến nay, nhờ được Tể Tướng tín nhiệm, ngoài Tể Tướng, phu nhân và tiểu thư ra, trong tướng phủ không ai dám coi thường mình, ai cũng phải theo răm rắp. Thế mà bây giờ một ông sư trẻ tuổi dám ngang nhiên định xâm chiếm địa vị của mình. Tay cầm cái tẩu hút thuốc, đầu đội chiếc mũ bằng da cáo, mình mặc áo trường bào, Ngô Sư Gia đi đi lại lại trong buồng ngủ, lúc thì bỏ chiếc mũ ra và đưa tay lên gãi đầu, lúc lại vứt cái tẩu xuống và xoa xoa hai bàn tay. Ông ta đang tìm cách để làm mất thể diện của Ngọc Lâm giữa công chúng, hòng giảm bớt thanh danh của thầy, khiến mọi người đừng tin cậy và tôn trọng thầy nữa. Nhưng Ngọc Lâm rất sáng suốt và lỗi lạc, thái độ của thầy nghiêm nghị như một bậc lão thành. Mỗi ngày ngoài 2 tiếng đồng hồ dạy Phật Pháp và quy luật thiền gia cho mọi người ra, thầy không đoái hoài đến một việc gì khác. Ngô Sư Gia tuy bực tức song cuối cùng không nghĩ được cách gì làm nhục Ngọc Lâm. Một hôm, sau khi suy nghĩ khá lâu, ông ta đã tìm được một biện pháp, nghĩa là trong lúc Ngọc Lâm giảng Phật Pháp cho mọi người, ông ta sẽ đưa ra một vài vấn đề để nạn vấn làm cho Ngọc Lâm không thể trả lời. Như thế thầy sẽ mất uy tín, và dù có vì tình mà Vương Tiểu Thư cố giữ thầy ở lại chăng nữa, chắc chắn thầy cũng không còn mặt mũi nào ở lại. Buổi chiều hôm ấy, sau buổi giảng, Ngọc Lâm sắp đứng dậy thì lúc đó Ngô Sư Gia bắt đầu hé một nụ cười hiểm độc, rồi tiếp đó nói với Ngọc Lâm: "Tôi có một vài điều thắc mắc, không biết có nên đưa ra xin thầy chỉ giáo." "Chỉ giáo thì tôi không dám, song có điều gì xin cứ nói để chúng ta cùng thảo luận." Ngọc Lâm vừa nói vừa trở lại ngồi xuống ghế. "Nếu thầy không trả lời được thì sao?" Ngô Sư Gia cố ý nói tức. "Nếu ông biết tôi không đáp được thì xin ông đừng hỏi tôi." "Đâu có được thế, thầy là một người xuất gia Hoằng Dương Phật Pháp kia mà." "Ông nói đúng, vậy có điều gì cần chỉ giáo xin ông cứ hỏi." Lúc đó Ngọc Lâm đã hiểu Ngô Sư Gia cố ý kiếm chuyện. "Giả sử thầy không trả lời được." Ngô Sư Gia lại khiêu khích. "Thì lần sau ông đừng lên nghe tôi giảng." "Không được, lần sau thầy không thể giảng ở đây được nữa." "Ông nói đúng, nếu tôi không thể trả lời câu hỏi của ông thì lần sau tôi không nên giảng ở đây nữa." Ngọc Lâm lại ngồi xếp bằng như trước, nhắm mắt, nét mặt bình tĩnh không có vẻ gì là người bị nạn vấn cả. Phàm người đã đọc sách thánh hiền đều biết rằng quốc gia ta được xây dựng trên nền tảng trung, hiếu. Thầy đi xuất gia thế này, tôi thiết tưởng không hợp với căn bản quốc gia của chúng ta. Vừa nói Ngô Sư Gia vừa tỏ ra dương dương tự đắc, cho là câu nói của mình sẽ làm Ngọc Lâm phải thất điên bát đảo. Thế có nghĩa là thế nào? Tuy Ngọc Lâm đã đi quốc trong bụng Ngô Sư Gia, song thầy hỏi vậy cốt để cho ông ta nói lại cho sáng tỏ vấn đề. "Tôi tin rằng thầy cũng thừa hiểu làm người cần phải có trung hiếu." Ông ta nói tiếp. "Vì nếu một người bất trung bất hiếu thì người đó không còn tư cách làm người. Tôi xem thầy còn trẻ tuổi mà đã thế phát xuất gia, hằng ngày ăn không ngồi rồi, không chịu sinh sản, không đem sức mình để phụng sự quốc gia. Như thế đâu có thể gọi được là trung. Lại nữa, cha mẹ sinh con vốn mong nhờ cậy trong lúc tuổi già, bởi thế mới chăm lo nuôi nấng cho thành người. Thế mà giờ thầy nỡ bỏ cả cha mẹ để đi tu, như vậy đâu có thể gọi được là hiếu. Xin thầy trả lời tôi. Nếu phủ nhận điều đó thì tôi e rằng Ngô Sư Gia và cho đến cả Vương Tể Tướng cũng không khác gì những người xuất gia, cũng bị người ta cho là ăn không ngồi rồi, không làm việc để phụng sự quốc gia. Còn bảo xuất gia là bất hiếu với cha mẹ thì điều đó tôi chưa từng nghe thấy trong Phật giáo. Xuất gia có nghĩa là ra khỏi cái nhà phiền não trong ba cõi. Nếu nói đến sự hiếu thuận cha mẹ thì người xuất gia chân chính mới thật hiểu rõ ý nghĩa của chữ hiếu. Thông thường người đời tưởng hiếu thuận cha mẹ là chỉ cung phụng cha mẹ về phương diện vật chất, như dâng các thức ăn ngon ngọt hay may sắm quần áo tốt đẹp, thế đã cho là hiếu kính rồi. Song xét kỹ thì hiếu kính đối với cha mẹ về phương diện vật chất chưa thể gọi được là hiếu thuận triệt để. Là vì cha mẹ tuy được tạm thời thỏa mãn chứ thực ra không bao giờ thỏa mãn về phương diện vật chất, song những nỗi đau khổ của cha mẹ không thể do đó mà tiêu tan được. Không ai tránh khỏi cái khổ già, ốm và chết, người xuất gia hiếu kính cha mẹ, một mặt mong cha mẹ không thiếu thốn về vật chất, mặt khác lại khuyên cha mẹ tin lý nhân quả, tội phúc báo ứng, xa lánh các việc ác, chăm làm các điều thiện, mong cha mẹ thoát khỏi cái khổ sinh tử mà hưởng sự yên vui vĩnh viễn,
đó mới là hiếu thuận triệt để. Những điều đó thật ra rất dễ hiểu, tôi tưởng Ngô Sư Gia là bậc Quán Thế, đầy mưu lược, lẽ ra phải hiểu hơn ai hết vấn đề rất phổ thông ấy mới phải chứ. Ngọc Lâm nói một cách thản nhiên và bình tĩnh, thầy vốn có tài biện thuyết, lại xuất gia đã lâu năm và rất thông hiểu Phật Pháp. Lúc đó tất cả mọi người ngồi nghe đều tỏ vẻ thích thú và họ chăm chú nhìn Ngô Sư Gia bằng ánh mắt chán ghét. Ngô Sư Gia thấy ai cũng tỏ vẻ tín phục Ngọc Lâm, ngọn lửa ghen ghét trong lòng ông ta lại bốc lên ngùn ngụt. Nếu không có giác chúng ngồi đấy thì ông để ngọn lửa đó phóng ra rồi, và trong trường hợp ấy khỏi nói đến đạo đức nghĩa lý. Ngô Sư Gia lại hỏi Ngọc Lâm bằng một giọng hậm hực: những vấn đề đó hãy tạm gác lại, tôi không muốn biện bác với thầy trong lúc này, tôi chỉ xin hỏi thầy là hiện giờ cõi lòng thầy còn yêu tiểu thư nữa không? Nghe câu hỏi của Ngô Sư Gia, mọi người đều tỏ vẻ bất mãn, họ tự hỏi tại sao ông ta lại nêu lên vấn đề ấy trước mặt Ngọc Lâm. Ông muốn tôi trả lời ông câu hỏi ấy nhưng nó có ích lợi gì cho ông không? Ngọc Lâm ngồi ngay thẳng, hỏi lại Ngô Sư Gia: tôi muốn thầy cho biết, ngay giờ phút này, lòng thầy còn yêu tiểu thư không? Ngô Sư Gia lúc ấy tỏ thái độ rất quan liêu hách dịch vì ông ta tự nghĩ nếu không lật đổ được ông sư thanh niên này thì còn hống hách với người trong tướng phủ sao được. Giác chúng hiện giờ thế phát xuất gia, còn quá khứ của chúng tôi ông hiểu quá rồi. Đúng thế, tôi hiểu lắm, trước kia tiểu thư rất yêu thầy và tôi tin rằng hiện giờ lòng tiểu thư vẫn còn yêu thầy, song còn thầy, thầy hãy nói. Câu hỏi của Ngô Sư Gia không làm cho Ngọc Lâm thay đổi nét mặt nhưng giác chúng thì thấy bẽn lẽn và vội cúi đầu, đôi má nàng ửng hồng và nàng cảm thấy luống cuống. Ngọc Lâm chậm rãi nói dằn từng tiếng: ông nói thế nào cũng được, nói tôi yêu cũng được mà bảo tôi không yêu cũng được. Tôi biết lòng thầy nhất định còn yêu tiểu thư, hôm nay tôi muốn đem phơi bày bộ mặt đạo đức giả của thầy ra. Tiểu thư yêu thầy, thầy cũng yêu tiểu thư nhưng thầy lại không chịu kết nghĩa với tiểu thư khiến tiểu thư phải hy sinh cả tuổi thanh xuân, bỏ hết hạnh phúc ở đời đem mình chôn vùi vào cuộc sống buồn tẻ thế này. Trên hình thức, thầy và tiểu thư tuy không yêu nhau, song trong tinh thần ái tình giữa hai người vẫn kết hợp. Nếu cùng yêu thương nhau trong tinh thần thì sao ngay từ lúc đầu thầy không bỏ luôn lớp áo nhà tu để chung sống với tiểu thư một cách đường hoàng cho rồi, lại còn giả bộ đạo đức đến nỗi làm hại cả cuộc đời tươi đẹp của tiểu thư. Ngô Sư Gia muốn thăm dò tư tưởng của giác chúng cho nên lời nói của ông ta như thổ lộ nỗi bất bình trong can trường thay cho nàng, vì lợi ích của nàng mà nói. Ông ta tưởng nói thế chắc mọi người cũng phát ghét Ngọc Lâm và giác chúng cũng không thể oán trách ông ta. Ngọc Lâm bị Ngô Sư Gia dồn vào ngõ bí, thầy nghĩ không thể không bày tỏ rõ ý tưởng, bởi thế thầy ôn hòa nói: ông nói đúng, trong lòng tôi rất yêu tiểu thư, tôi không những chỉ yêu tiểu thư mà còn yêu cả ông nữa và yêu tất cả nhân loại. Ý nghĩa của chữ yêu rất rộng, cha mẹ yêu con cái, chồng yêu vợ, vua yêu nhân dân, Phật và các Bồ Tát yêu chúng sinh, song nghĩa chữ yêu ấy có nhiều điểm khác nhau. Thông thường trai gái yêu nhau là do lòng tư dục kích thích, cũng như ông nói tôi yêu tiểu thư nhưng tôi không chịu lòng tư dục thúc đẩy, tôi yêu tiểu thư là mong cho tiểu thư xa lìa được sự khổ đến cảnh giới yên vui, cũng đúng như tôi yêu và mong cho những người khác tránh khổ, để đến an vui vậy. Ngọc Lâm dựa lưng vào tòa ngồi, trông thầy như chân thân của một vị Bồ Tát. Những lời nói phóng ra từ cửa miệng Ngọc Lâm, ai nghe cũng cảm động, mọi người đều tỏ vẻ kính ngưỡng. Thấy thế, Ngô Sư Gia càng tức, ông ta bèn quát lên: thầy có biết tôi là người thế nào không? Ai cũng biết ông là bậc đại danh Ngô Sư Gia. Thầy đã biết là Ngô Sư Gia, vậy thầy có biết tất cả chủ trương trị nước của Vương Tể Tướng đều là kế hoạch của tôi? Dạ biết, song điều đó không quan hệ gì đến tôi. Tuy giọng Ngọc Lâm ôn hòa song vẫn biểu lộ cá tính cứng cỏi của thầy. Không quan hệ gì đến thầy, thầy định khinh thường tôi hả? Nước da thiết bị trên mặt Ngô Sư Gia tái đi và một tia nhìn dữ tợn, hung hiểm phóng ra từ đôi mắt của ông ta. Lúc này giác chúng thấy không còn nhìn được nữa, cặp má vẫn ửng hồng như một áng mây chiều, nàng khẽ cất tiếng: Ngô Sư Gia, cha tôi mới về kinh chưa bao lâu, ông đừng sinh sự một cách vô lý. Thầy Ngọc Lâm bây giờ là thầy tôi mời thầy ở lại để dạy chúng tôi tu học Phật Pháp. Ông không được vô lễ đối với thầy, ông xin sự hỏi thầy trước, thầy đã lấy thiện ý trả lời ông, sao ông không thỏa mãn mà lại còn cáu kỉnh như vậy? Ngô Sư Gia tưởng nói thế sẽ được giác chúng biểu đồng tình, nào ngờ lại bị nàng của trách thì lửa giận trong lòng ông ta tuy bừng bừng nhưng trước mặt thiên kim tiểu thư của một vị tể tướng, ông ta đành phải nén giận và khẽ buông một câu: tiểu thư đã. Xin ông đừng nhắc đi nhắc lại tiểu thư hoài, ông không biết hiện giờ tên tôi là Giác Chúng. Giác Chúng đã nói thế thì tôi cũng chịu kém vậy. Ngô Sư Gia biết tiểu thư không bằng lòng nên đành đầu hàng và chẳng nói chẳng rằng cầm chiếc tẩu rút lui trước. Ngọc Lâm cũng đứng dậy ra khỏi Phật điện giữa những tiếng khen ngợi của mọi người.